Xin chào một ngày mới. Như vậy thì ngày hôm nay là một ngày mới nữa. Mình sẽ giới thiệu với các bạn trong B-List này là chúng ta sẽ làm một món sườn non chay xìa. Và đây là sườn non. Sườn non mua đem về mình sẽ ngâm qua nước khoảng chừng 30 phút cho sườn nó đủ nở. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dắt cho khô sườn và bắt đầu để vô chảo chiên như thế này. Mình chiên cho cả hai bề nó thật là giòn, nó vàng một chút, tại vì khi cái độ mình cái độ giòn của nó giòn nhiều vàng nhiều thì mình xìa nó sẽ rất là ngon. Cái cách xìa của mình hôm nay là mình vừa làm cho miếng sườn nó vừa mềm mà vừa giòn nữa nha các bạn, nên chúng ta cách thức chúng ta chiên thì chúng ta sẽ chiên cho miếng sườn nó hơi giòn, nó hơi vàng hơn bình thường chúng ta ăn. Như vậy chúng ta khìa nó sẽ rất là ngon. Sườn của mình nó đã vàng, nó rất là vàng lên, nó vàng và giòn. Mình sẽ vớt ra. Cái miếng sườn nó vàng đều như thế này nè, chúng ta khìa rất là ngon nha các bạn. Nó vừa mềm miếng sườn mà nó vừa lại là rất là giòn cái da. Chúng ta khìa miếng sườn như thế này chúng ta cảm giác nó rất là giòn. Rồi mình chuẩn bị gia vị để mà chuẩn bị khìa nha. Đây là hành, gốc hành, hành lá mình lấy cái gốc. Tỏi, mình sẽ dùng một củ tỏi cho món khìa ngày hôm nay. Bởi vì khi mình khìa hương vị tỏi nhiều á sẽ thơm, làm cho miếng giòn sườn của mình nó sẽ thơm. Tại vì nó là đồ chay cho nên mình chế biến mình sẽ làm cho hương vị của nó đậm đà. Mình sẽ dùng một củ tỏi cũng vừa thôi chứ không có lớn lắm. Rồi hành và tỏi mình sẽ băm nhuyễn ra. Băm nhuyễn hành với tỏi ra, hơi nhuyễn một chút nha, không có quá to, mình cũng không có quá nhuyễn nhiều. Rồi thế là xong, mình chuẩn bị để mà mình khìa. Rồi mình chuẩn bị một cái chảo nha các bạn. Đây là cái chảo mình chuẩn bị để mình khìa sườn. Mình sẽ cho một ít dầu ăn vào. Dầu mình sẽ lấy bên chảo chiên đậu hũ hồi nãy. Và khi dầu nó nóng lên mình sẽ cho hành và tỏi vào nha. Cho hành và tỏi vào chảo. Và đây là hành lá, mình cũng chuẩn bị một ít hành lá để cái món sườn của mình nó chín tới thì mình sẽ rải hành lá vô. Hơi nhuyễn một chút. Khi mình khìa xong mình rải hành lá này vô nó rất là thơm miếng sườn của mình. Rồi mình sẽ đảo đều tỏi với hành. Trong tỏi với hành ngày hôm nay mình xử như thế này thì mình không cần thiết phải làm cho nó quá vàng đâu. Tiếp đó là mình sẽ cho một chút xíu nước tương nấu, khoảng một muỗng canh thôi, không tới một muỗng canh nữa.
Và đây là dầu hào chay. Mình sẽ cho một ít dầu hào chay. Bởi vì nó là món thiệt cho nên mình cho dầu hào vô nó sẽ thơm, nó tăng cái độ thơm lên. Và đây là bột ngọt. Ít thôi. Bởi vì nó có thức cơm rồi thì cho nên mình chỉ thêm đường và bột ngọt thôi, chứ mình không có cho hạt nêm vào nha các bạn. Trong món thiệt hôm nay mình đã có dầu hào và nước tương. Và đây là đường. Bởi vì những món ăn chay của gia đình mình không muốn để đường nhiều, cho nên mình đã nói với mấy clip trước rồi, mình cũng chỉ nêm đường cho nó vừa khẩu vị thôi. Và đây là một chút ít nước lạnh, mình sẽ cho một ít nước lạnh vào. Và cái nước ướp khìa này á, mình sẽ để cho nó sôi lên, nó sôi lên hơi kẹo trong vòng khoảng 5 phút. Thì mình muốn tăng hương vị, mình thích, gia đình mình thích ăn hơi cay thì mình sẽ cho một ít xíu sa tế vào. Và đây là sa tế là mình đã khử sẵn, mình đã làm sẵn, mình chế biến món ăn trong gia đình mình để dành ăn bún hoặc là mình làm bất cứ món gì mình cũng có thể để sa tế được. Tế ở đây là trong đây có ớt và tỏi và sả, mình khử chung. Rồi mình đợi cho cái nước khìa này á, nó sôi lên nó hơi kẹo một chút. Nó sôi lên khoảng chừng 5 phút. Chúng ta để cho nó sôi và nó kẹo cái nước khìa của mình, mình phải để thuyền vào nha các bạn. Rồi như vậy là cái nước khìa của mình nó đã hơi sệt lại, mình sẽ cho sườn vào. Ở trong đây hôm nay mình khìa gồm có sườn với đậu hũ nha các bạn. Vì ai ăn sườn thì ăn, ai ăn đậu hũ thì ăn. Miếng sườn của mình nhìn rất là hấp dẫn. Khi mình làm đám tiệc cho mọi người cùng ăn, có thể có khi mình sẽ để hơi nhiều dầu. Nhưng ngày hôm nay mình ăn gia đình là ông xã của mình không muốn ăn dầu nhiều, cho nên mình chỉ khìa đơn giản, mình không có để nhiều dầu. Chứ thật ra cái món sườn này người ta rất là thích để dầu nhiều, nó thấm dầu vô ăn nó rất là ngon. Nhưng ngày hôm nay mình không làm chế như vậy, mình sẽ chế như thế này. Rồi và đây là khâu hành lá mình sẽ cho vào. Thì cái món khìa của mình nó có cái món hành lá này vô, nó tăng hương vị rất là đậm đà, hương vị rất là ngon và hấp dẫn đó các bạn. Những cái màu xanh của hành và cái màu khìa vàng rộm của sườn non nhìn nó rất là ngon. Bếp nha. Thôi hoặc mình sẽ để vào một chút xíu thì cũng được. Nó vàng đều lên rồi mình tắt bếp đi được rồi. Nó dậy mùi thơm rồi. Rồi như vậy là cái món ăn của mình nó đã hoàn tất. Mình sẽ cắt ra một miếng cho các bạn nhìn nha. Và đây là miếng sườn mình đã khìa xong. Các bạn biết không, cái miếng sườn non chay này khi mình khìa lên rồi thì cái hương vị khi mình ăn á, mình sẽ thay thế người ta khìa thịt nha. Người ăn chay của chúng ta chế biến như thế này để là ăn wow, rất là ngon, rất là hấp dẫn đúng không các bạn.
Mình có thể ăn kèm với lại bún, bánh hỏi, bánh mì. Đây là một món sườn non khìa dai. Mình có thể dùng với tất cả những cái gì, món ăn gì mà mình thích. Đậu hũ là nghe đó bạn. Nó cũng ngấm vô rất là ngon. Vì vậy mà thường cái món sườn non khìa này thì mình hay làm cho đám tiệc ăn nhiều, còn ngày thường thì thỉnh thoảng, không ăn thường xuyên. Thật ra thì mình nhìn thấy nó ngon hấp dẫn nhưng mà ăn thường xuyên hoài nó cũng ngán, cho nên thỉnh thoảng mình chỉ làm để ăn gia đình. Rồi đây là một dĩa sườn non khi mà mình khìa xong, mình vừa chuông chiên xong mình khìa. Ê, các bạn có nhìn thấy nó giống một miếng thịt không? Rất là ngon và hấp dẫn và vừa ăn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành, an kha, an lành, hạnh phúc, ăn một bữa cơm chay vui vẻ, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, A Di Đà Phật. Xin mời.